Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Chưa kịp vui mừng vì lùm xùm từ thiện chìm vào dĩ vãng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm bất ngờ tung phán quyết toàn quốc cho phía nghệ sĩ. Động thái lạ của Đàm Vĩnh Hưng sau khi phía Bộ Công an thông tin nóng về lùm xùm từ thiện của các nghệ sĩ phía tịnh thất tuyên bố chấm dứt ồn ào với bà Hằng, hé lộ tình trạng của ông Lê Tùng Vân gây bão mạng xã hội. Chiêu trò thâu tóm đất đấu giá của nữ tướng V-Medimax Nguyễn Thị Loan tinh vi hơn vợ chồng đường nhuệ như thế nào? 6 người bị bắt vì nhận tiền chạy án cho giám đốc bệnh viện Thủ Đức. Trên đây là phần điểm tin, ngay sau đây kính mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Chưa kịp vui mừng vì lùm xùm từ thiện chìm vào dĩ vãng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm bất ngờ tung phán quyết toàn quốc cho phía nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, ngày vừa qua, dường như những lùm xùm về từ thiện của nghệ sĩ đã lắng xuống, ngỡ tưởng chìm xuồng, nhường chỗ cho những giả sư bồng lai chiếm spotlight, thu hút sự quan tâm của toàn bộ công chúng. Trong lúc này, dường như nghệ sĩ Việt liên quan đến lùm xùm từ thiện đều thở phào nhẹ nhõm vì không còn bị déo tên, làm phiền vào lùm xùm từ thiện và bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường mới. Thì mới đây, tại cuộc họp quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tiết lộ phán quyết đầy bất ngờ trong phiên chất vấn tại Quốc hội chiều ngày 10 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề lùm xùm trong hoạt động thiện nguyện, vận động cứu trợ thời gian qua. Báo cáo về kết quả tiếp nhận, giải quyết các đơn tố cáo về sai phạm trong hoạt động quyên góp từ thiện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đã giao cho Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện trong đợt bão lũ xảy ra ở khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với một số ngân hàng tiến hành ra soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ quy trình huy động, quyên góp, quá trình giải ngân, cục cũng phối hợp với ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi xác minh làm rõ số tiền hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ bên cạnh đó cục cảnh sát hình sự cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc ra soát nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên địa bàn kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân tổ chức lợi dụng các hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản theo Bộ trưởng Bộ Công an, hiện nay cơ quan điều tra thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 tố giác về tội phạm của công dân có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành phân loại các tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự. Trước đó, trả lời câu hỏi của đại biểu về hoạt động thiện nguyện, vận động cứu trợ bộ trưởng đào ngọc dung cho biết về nguyên tắc nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia làm thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn gặp thiên tai địch họa nhà nước cũng quy định hai cơ quan tham gia vào việc giám sát kiểm tra hoạt động này là ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc và hội chữ thập đỏ việt nam tuy nhiên pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể hoạt động huy động tiền thiện nguyện của các cá nhân tổ chức khác thế nào khâu cấp phát ra sao về quan điểm cá nhân Tôi cho rằng cần khuyến khích làm từ thiện nhưng phải có nguyên tắc theo quy định pháp luật, ông Dung nói, từ thực tế những bất cập vừa qua, ông Dung cho biết, chính phủ đã ban hành nghị định 93, đây sẽ là cơ sở quan trọng để các hoạt động vận động cứu trợ, thiện nguyện tới đây đi vào nề nếp, còn vừa qua ai làm sai thì buộc phải xử lý. Động thái lạ của Đàm Vĩnh Hưng sau khi phía Bộ Công an thông tin nóng về lùm xùm từ thiện của các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, sau thông tin Cục Cảnh sát Hình sự ra soát, xác minh liên quan đến lủng xùm từ thiện của các nghệ sĩ, bất cứ động thái nào của những sao Việt có liên quan đều khó tránh được sự chú ý. Chiều ngày 10 tháng 11, trong buổi trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có chia sẻ về vấn đề từ thiện. Theo đó, ông Tô Lâm cho biết, Hiện Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động từ thiện. Xuyên suốt thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên, Hoài Linh là những nghệ sĩ bị réo gọi nhiều nhất vì ồn ào này. Sau thông tin do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chia sẻ, dư luận cũng tò mò về phản ứng của loạt sao Việt kể trên trong khi Trấn Thành, Thủy Tiên hay Hoài Linh im ắng, Đàm Vĩnh Hưng lại gây chú ý vì bài đăng mới nhất trên trang cá nhân. Nam ca sĩ vô tư chia sẻ loạt ảnh chụp tại nhà riêng giữa không gian được trang hoàng cẩn thận để đón lễ Giáng sinh, với trang phục từ thương hiệu Dolce Gabbana nổi bật, giọng ca xin lỗi tình yêu thích thú tạo sáng, khoe căn nhà tràn ngập không khí Noel của mình chỉ trong vài tháng đàm vĩnh hưng liên tiếp gặp rắc rối vụ từ thiện còn chưa ngã ngũ anh lại vướng vào cuộc chiến pháp lý với bà phương hằng không dừng lại ở đó cuộc hôn nhân bí mật giữa đàm vĩnh hưng với bầu sâu liên phạm cũng bị tiết lộ đáng nói khi công chúng biết đến nó cũng là lúc cả hai đã đưa đơn ra tòa ly hôn hiện đàm vĩnh hưng vẫn chưa có chia sẻ chính thức nào về ồn ào đời tư của mình Phía Tịnh thất tuyên bố chấm dứt ồn ào với bà Phương Hằng, hé lộ tình trạng của ông Lê Tùng Vân gây bão mạng xã hội. Kính thưa quý vị, những chia sẻ của đại diện Tịnh thất Bồng Lai, anh Hoàn Nguyên về bà Nguyễn Phương Hằng và ông Lê Tùng Vân nhanh chóng nhận được những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Mới đây nhất, chiều ngày mùng 10 tháng 11, đại diện Tịnh thất Bồng Lai vừa lên tiếng tuyên bố kết thúc mọi ồn ào với bà Phương Hằng và tiết lộ tình trạng hiện tại của ông Lê Tùng Vân. Cụ thể, Hoàn Nguyên, tu sĩ tại đây khẳng định từ trước tới nay chúng tôi chỉ có hai lần phát ngôn chính thức qua đoạn video của ông lê tùng vân tuy nhiên lần nói chuyện thứ hai cũng sẽ là lần cuối cùng bởi chúng tôi quyết định sẽ không đôi co với bà phương hằng nữa bên cạnh đó vị tu sĩ này cũng cho biết gần đây sức khỏe của ông lê tùng vân rất yếu đến mức phải nằm võng và không đi đứng được ngay lập tức thông tin nóng hổi trên đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên khắp các hội nhóm trong đó, trên trang fanpage có tên BMSB với hơn 630.000 thành viên đã nhanh chóng cập nhật phản hồi từ phía tịnh thất Bồng Lai đến người hâm mộ. Chỉ sau một giờ đăng tải, bài đăng đã nhận được lượt tương tác khủng với hơn 16.000 lượt yêu thích cùng với hơn 1.400 bình luận và 52 lượt chia sẻ. Theo đó, Phần lớn khán giả cho rằng, dù đại diện Tịnh thất Bồng Lai tuyên bố không đôi co với bà Phương Hằng, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm làm rõ các thông tin với chính quyền cũng như các cơ quan chức năng. Kết thúc với bà Phương Hằng nhưng làm rõ với bộ công an sẽ nhẹ nhàng và nói chuyện dễ nghe, dễ hiểu hơn thôi nè. Thầy ông nội có quyền im lặng, nhưng những gì thầy ông nội nói sẽ là bằng chứng chống lại thầy ông nội trước tòa kết thúc với bà hằng thì ok rồi mà pháp luật nhà nước công an người dân đạo phật thì không cho các chú giả sư giả nuôi trẻ mồ côi và thậm chí có khi là loạn luân kết thúc các vị ơi một ngày các vị sẽ nhận ra thà nghe bà hằng chửi vẫn còn dễ dàng hơn là nghe công an hỏi cung đúng rồi đoạn sau để cơ quan chức năng và công an làm nốt giáo cho xong chuyện chứ không như mấy lần trước bên cạnh đó không ít khán giả dành sự tin tưởng cho bà phương hằng và bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ thậm chí là mỉa mai trước những ồn ào liên quan đến tiền am trong thời gian qua lớn tuổi thì thích làm sai thế nào cũng được không ai ít tuổi hơn được nói ra chê trách à kỳ lạ với cái lý luận đúng là ai động vào là lôi người già đàn bà trẻ nhỏ để câu rất lòng thương mong rằng sẽ nhận được cái kết viên mãn cho những lùm xùm gần đây đuối rồi giờ trò bệnh hy vọng dẹp cái ổ này cho mấy thằng con đi cải tạo khỏi ăn bám xã hội đi tu mà có người kéo đến đòi chém là điều thiêng liêng mà đâu phải chùa nào cũng được như vậy đâu cứ cô hàng sờ đến ai là người đó cuối cùng cũng lòi đuôi ra nhưng mà vẫn đầy đứa chửi cô hàng được cứ trong sạch thì cô hàng có điên đâu mà đi bóc phốt người ta cả cơ ngơi để bận rộn điều hành chứ có phải thất nghiệp nhàn rỗi mua phiền phức vào thân đâu có thể thấy, dù phía Tịnh Thất đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn, nhưng cư dân mạng vẫn thể hiện thái độ nghi hoặc và dành toàn bộ sự tin tưởng về phía chính quyền Long An, vì tất cả những chia sẻ của đại diện Thiền Am này chỉ là ý kiến cá nhân, chưa có sự kiểm chứng xác minh rõ ràng. Về phía bà Phương Hằng, nữ CEO vẫn chưa có bất cứ động thái phản hồi nào trước lời tuyên bố từ phía đại diện của Tịnh Thất Bồng Lai chiêu trò thâu tóm đất đấu giá của nữ tướng vimedimax nguyễn thị loan tinh vi hơn vợ chồng đường nhuệ như thế nào kính thưa quý vị dư luận từng bức xúc việc vợ chồng đường nhuệ làm mưa làm gió trong các cuộc đấu giá đất ở thái bình nhưng chiêu trò thâu tóm đất đấu giá ở đông anh hà nội của nữ tướng vimedimax nguyễn thị loan đang dần hé lộ ở mức tinh vi hơn dìm giá dùng quân xanh quân đỏ Mới đây, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex và bảy bị can khác cũng bị khởi tố, bắt giam gồm: Vương Thị Thu Thủy, cán bộ ban quản lý dự án huyện Đông Anh, Nguyễn Thị Diệu Linh, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng cùng là thẩm định viên của công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, cùng ba người thuộc các công ty kinh doanh bất động sản về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản khiến dư luận quan tâm. Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5 hecta ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, ban đầu được công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng, Trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban Quản lý Dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá đã hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ đồng. Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá đất giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Sau khi hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng một mét vuông để tổ chức đấu giá, bà Nguyễn Thị Loan đã chỉ đạo các thuộc cấp tại ba công ty do mình lập gồm Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Trì, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm nộp hồ sơ tham gia đấu giá khu đất trên. Với chiêu bài quân xanh quân đỏ này, một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối là công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng một mét vuông. Chỉ sau đúng một tháng ngay khi được bàn giao đất, bà Nguyễn Thị Loan đã bán với thửa đất có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng một mét vuông, ăn tranh lệch gấp hơn 5 lần. Nữ tướng Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dược phẩm Vimedimax, Vimedimax Group, mã chứng khoán VMD, sàn HOSE, từ những bước đi đầu tiên vào ngành bất động sản với việc ra mắt thương hiệu Vime Full Land năm 2016, Vimedimex Group đã thâu tóm thành công ba khu đất vàng ở khu đô thị Sipucha để phát triển các trung cư cao tầng, biệt thự, condotel. Ngoài ra, tập đoàn này cũng sở hữu nhiều dự án đất vàng tại Hà Nội với hàng loạt dự án được giới thiệu trên website chính thức như Heliastos Center Red River, The Red Orchid, The Lotus Center, Aiden Row, Eric Garden, Athena Funen, Amereda Bilai, Hà Nội. Đe dọa ép bỏ kết quả trúng thầu đấu giá. Trước đó, trong năm 2020, sự việc vợ chồng đường Nguyễn làm mưa làm gió trong các cuộc đấu giá cũng khiến dư luận xôn xao. Với cái mác là một công ty bất động sản, vợ chồng đường Nguyễn đã thâu tóm nhiều dự án bất động sản tại Thái Bình công ty bất động sản Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương, vợ của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, làm giám đốc công ty, có trụ sở tại 366 Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nhiều năm trở lại đây, công ty này đã thâu tóm nhiều dự án bất động sản có vị trí đẹp, nằm ở trung tâm thành phố, huyện ở Thái Bình. Sau khi chúng đấu giá những suất đất này, vợ chồng Đường Nhuệ sẽ bán lại cho người khác với giá tranh lệch để kiếm lời. Sau những lần chúng đấu giá và bán lại đất, cặp vợ chồng này liền khoe ảnh những xếp tiền chồng lên nhau và những giấy tờ thủ tục chứng nhận trong những lần đấu giá. Vụ thông thầu trong đấu giá lô đất số 9 tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, xét xử tháng 9 năm 2020. Mặc dù biết, thay đổi kết quả chúng đấu giá đất là vi phạm quy định của luật đấu giá tài sản. Nguyễn Thị Dương có hành vi đánh, đe dọa, ép anh Đạt từ bỏ kết quả trúng đấu giá bằng cách gọi cho chồng mình là Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, và những người làm thuê cho Dương và Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Vòng, Nguyễn Đức Huy đi tìm, đe dọa và đánh buộc anh Đạt phải nhường lại lô đất đã trúng đấu giá để các bị can Thành, Thúy, Dũng đã thay đổi kết quả trúng đấu giá lô đất trên từ anh Đạt sang bà Nguyễn Thị Hạnh và cho bà Hạnh viết lại phiếu trả giá cùng ngày, Phạm Văn Hiệp ký thông báo kết quả trúng đấu giá số 06 và danh sách người trúng đấu giá gửi Trung tâm Quỹ đất, trong đó thông báo bà Hạnh là người trúng đấu giá lô đất số 9. Cáo trạng xác định Đường Huệ đã tìm và dùng lời nói đe dọa ép anh đạt phải từ bỏ trúng đấu giá. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân Thái Bình cho rằng, Đường chỉ làm theo ý muốn của vợ mình. Bản thân không đặt vấn đề gì, không tác động gì với những người có chức vụ, quyền hạn tổ chức cuộc đấu giá nên không đủ căn cứ buộc đường nhuệ đồng phạm với các bị can trong 6 vụ án. 6 người bị bắt vì nhận tiền chạy án cho giám đốc bệnh viện Thủ Đức. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện thành phố Thủ Đức cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên hai cán bộ công an thuộc C03 cùng bốn người khác vì liên quan đến việc nhận tiền chạy án cho giám đốc bệnh viện. Ngày 10 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An, nguyên cán bộ của Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, C03. Cơ quan Điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 người khác gồm luật sư Bùi Thị Hồng Giang, Trần Văn Long, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt, Hà Duy Tuấn, lao động tự do, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Ngọc Triệu, ủy viên ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn tục và thôi tất cả các chức vụ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cả 6 bị can bị điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Kết quả điều tra ban đầu xác định 6 bị can đã có hành vi nhận tiền để chạy án cho Nguyễn Minh Quân, nguyên giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh trước thời điểm vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện này bị khởi tố. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Minh Quân, giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm đã thông đồng câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi.